Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là Thích Hương Châu Giám viện Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Trước thềm năm mới Tân Sửu, cho phép chúng con được thay mặt Ban Giám viện Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc thành tâm khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Xin cầu nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ độ trì cho các ngài. Thân tâm thường an lạc, luôn là những cây đại thụ che mát cho hàng hậu học chúng con trên con đường giáo dục hoằng pháp lợi sinh. Giờ đây xin mời Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phó Giám viện Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có đôi lời khánh tế lên trên chư tôn thiền đức tăng ni và đại chúng nghe đài. A Di Đà Phật, kính mời Thượng tọa. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, chúng con tỳ kheo Thích Minh Hạnh, giáo thọ Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, kính bạch quý ngài, mùa xuân Di Lặc, năm Tân Sửu lại trở về, chúng con mạn phép ngưỡng vọng mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Nguyện cầu sức khỏe đến quý ngài cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử nghe đài Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc TV, luôn luôn thân khỏe, tâm an và là ngọn hải đăng cũng như bóng cây đại thụ để che mát cho hàng Phật tử trong đời sống hàng ngày. Và kính chúc tất cả quý liệt vị một năm Tân Sửu luôn luôn tràn đầy hạnh phúc và an lạc ở cõi này. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, Tân Sửu một năm của con trâu vàng. Con trâu vàng ở trong tâm của chúng ta như thế nào? Nó đang ở đâu? Bóng dáng của nó ra sao? Chúng ta đã tìm ra nó được hay chưa? Dấu vết của nó được chịu chỉ dẫn ở trong kinh tạng như thế nào? Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc của chúng tôi phát nguyện trong một năm mới tinh tấn hơn nữa để phục vụ cho đại chúng và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Lực luôn gia hộ cho các vị sức khỏe tràn đầy, Bồ Đề Tâm thánh tấn để chúng ta vững bước hơn nữa, tinh tấn hơn nữa trên con đường tầm cầu chánh pháp thoát ly sanh tử. Xin cung kính cảm ơn các vị đã luôn quan tâm, theo dõi và yểm trợ cho Bồ Đề Phật Quốc cũng như Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời Thượng tọa Thích Minh Hạnh có vài lời nhắn nhủ với đại chúng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đồng hương và học viên Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Chúng ta chuẩn bị bước qua năm mới. Tất cả những gì năm cũ đã ra đi và năm mới sắp tới thì chúng tôi nguyện cầu cũng như cầu nguyện đến tất cả quý vị một năm Tân Sửu luôn luôn và tinh tấn trong con đường tu Phật cũng như trên mọi lĩnh vực được thành tựu viên mãn, và nguyện cầu cho Thượng tọa giám viện sở nguyện hoằng truyền Phật pháp ở nơi hải ngoại này thành tựu và mai sau ngọn đèn chánh pháp tại nơi đây được thắp lên tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Một lần nữa chúng tôi xin thành tâm tri ân tất cả tứ chúng nghe đài, những ai hữu duyên với Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc trong chương trình giáo dục Phật giáo. Xin các vị nhận cho nơi chúng tôi một tấm lòng thành kính và tri ân sâu xa. Trong suốt một năm qua, với nhiều tai ương dịch bệnh, nhưng các vị chân cứng đá mềm đã nỗ lực vượt qua tất cả những khó khăn để ánh sáng giáo dục Phật giáo luôn được rực rỡ
nơi Bồ Đề Phật Quốc. Kính chúc các vị thân tâm thường an lạc, một năm mới thành tựu các tường như ý. Trân trọng kính tạm biệt quý vị.